Tiếp tục thua nhục nhã, Trung Quốc cúi mặt đầy tủi nhục trước thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo, cả châu Á cười lớn. Nếu như mà cuộc hội tuyển Việt Nam chia tay trong vòng loại World Cup 2022 bằng chiến tích rung chuyển cả châu Á trước Nhật Bản, thì đội tuyển Trung Quốc ngược lại hoàn toàn. Nếu như mà đội tuyển Việt Nam cần đến 19 phút để ghi bàn thắng mở đầu tỷ số vào lưới Nhật Bản, thì Oman chỉ cần chưa đến 2/3 thời gian ấy để đâm nhát dao đầu tiên xuyên thủng hàng phòng ngự của đội tuyển Trung Quốc. Đây là một bàn thắng cực kỳ đẹp mắt đến từ chân phải khéo léo của Awali. Từ vòng góc 16m50, tiền vệ này đã tung cú cứa lòng đưa bóng đi lượn vào sắt của dọc, khiến cho thủ thành Gian Dung Linh phải bất lực dù đã bay hết tầm. Trong suốt hiệp đầu, Oman đã tung được 6 pha kết thúc về khung thành của đối phương, con số này với đội tuyển Trung Quốc là 4. Song, sự khác biệt nằm ở chỗ không còn bất kỳ pha kết nào trong số nó là đi trúng khung thành của đối thủ. Chứng kiến bàn thắng tuyệt đẹp của Oman, rất nhiều người tự hỏi rằng bao giờ họ ghi bàn thứ hai khi mà đang có được một thế trận hoàn toàn áp đảo trước thầy trò huấn luyện viên Lee Sao-peng. Song trái với dự đoán thì đội bóng Tây Á đột ngột chơi trùng xuống ngay khi mà có được một bàn mở tỷ số. Có cảm giác như là họ ngay lập tức đã chuyển sang lối chơi rình rập, hòng có thêm bàn thắng với lối chơi nhàn nhã trước. Giăng bẫy Trung Quốc, rốt cuộc đến cuối hiệp 1 thì Oman cũng khiến lưới của thủ thành Gian Dung Linh thêm một lần nữa rung chuyển lần thứ hai. Song bàn thắng này thì không được công nhận bởi trọng tài đá bắt Việt vị. Bằng những ngoại hình cộng cán, Trung Quốc thi đấu cực kỳ nhọc nhằn. Dù là có vài lần tiếp cận vào vòng cấm địa của đối phương, song cơ hội tung ra cú dứt điểm thành bàn của các học trò huấn luyện viên Lee Sao-peng thì lại quá hiếm hoi. Có cảm giác là họ đang phải trả giá khi mà phụ thuộc quá nhiều vào các cầu thủ nhập tịch. Dù chỉ là trận đấu không còn mấy ý nghĩa, song Oman chơi đầy toàn tính với những pha nhạt khoan giữa tấn công và phòng ngự khiến cho Trung Quốc càng đá càng rối. Còn với Oman thì họ tái hiện một cảm giác cho khán giả ở đầu trận, đấy là bàn thắng có thể đến bất kỳ lúc nào. Họ nắm quyền kiểm soát được cuộc chơi, chủ động pressing khiến cho khung thành của đối phương chao đảo. Ở trận hòa đầy may mắn trước Saudi Arabia của đội nhà ở vòng đấu trước, truyền thông Trung Quốc đã không ngần ngại khẳng định Trung Quốc sẽ có một trận thắng trước Oman đã hết động lực để lấy trọn phần thưởng 6 triệu nhân dân tệ. Đồng thời thắng Việt Nam bằng tính chất bắc cầu, phục thù, thành công thua trận 1-3 đầy tủi hổ trước thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Song rốt cuộc trước một Oman chơi bóng đầy khôn ngoan, có cảm giác như là Trung Quốc mới là đội, hết động lực, lối chơi thì cũ kỹ, không có một chút cảm hứng và hoàn toàn không có sự đột biến nào. Khi tâm lý của các cầu thủ Oman cực kỳ thoải mái thì rốt cuộc điều gì đã đến thì nó cũng sẽ đến. Từ một đường chọc khe từ hàng dài giữa sân, từ cánh trái sang cánh phải, Aurula băng xuống như là một cơn lốc, nhận bóng và đối mặt với thủ thành Gian Dung Linh và không có bất kỳ một sai lầm nào để nâng tỷ số cách biệt lên gấp đôi ở phút 74. Những phút còn lại của trận đấu, may mắn cho đội tuyển Trung Quốc không phải nhận thêm bàn thua nào khi mà lối chơi của họ khá tương đồng với nhạc nền trên khán giả sân vận động. Sau trận đấu thì huấn luyện viên Lee Sao-peng bên phía đội tuyển Trung Quốc thừa nhận rằng đội bóng của ông xứng đáng phải chịu thất bại. Dù vậy, nhà cầm quân này vẫn không quên dành lời khen cho các học trò. Trận đấu này, các cầu thủ của chúng tôi đã chơi tấn công, nhưng họ không đủ nhanh bằng các đối thủ về tốc độ. Về việc chúng tôi nhận bàn thua và phải chịu thất bại là điều hợp lý, Oman xứng đáng giành chiến thắng. Họ chơi thứ bóng đá hiện đại và rất giàu tốc độ. Nhưng các cầu thủ của chúng tôi đã can đảm và chơi bóng tấn công, điều đó đáng được khen ngợi. Về việc đưa ra một số phương án thay người nhưng không hiệu quả, huấn luyện viên Lee Sao-peng lý giải. Trong hiệp 2, chúng tôi đã bị dẫn đầu và tôi muốn sử dụng những cầu thủ tốc độ và kỹ thuật để tăng cường sức tấn công. Mục tiêu quan trọng nhất của chúng tôi lúc đó là cải thiện hiệu suất, nhưng chúng tôi gặp phải vấn đề lớn đó là không bắt kịp với nhịp độ của trận đấu. So với trận Ả Rập Xê Út trước đó, chúng tôi đã chơi tấn công bằng tất cả sức lực. Các cầu thủ đã tích cực phối hợp với nhau và điều đó là điều không tệ. Tất nhiên là chúng tôi cần thêm thời gian để có thể làm tốt hơn. Để thua nốt trận cuối, Trung Quốc vẫn đứng ở vị trí thứ 5 bảng B trên đội tuyển Việt Nam. Song chắc chắn chờ đón họ ở quê nhà là cơn thịnh nộ của người hâm mộ khi mà so sánh đội tuyển nhà với thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Đội tuyển Việt Nam dù đối mặt với nhiều khó khăn nhưng mà vẫn kiếm về một điểm trước Nhật Bản. Chứng kiến Park Hang-seo cùng với các học trò của mình đã chiến đấu rất là tốt, Tờ Sina đã hết lời khen ngợi. Đội tuyển Việt Nam đã không thể đánh bại được Nhật Bản, nhưng họ vẫn để lại nhiều dấu ấn. Trước đối thủ được đánh giá là cao hơn rất nhiều, đội tuyển Việt Nam vẫn chơi rất chủ động và ghi được một bàn thắng. Điều này khiến cho đội tuyển Trung Quốc bẽ mặt.
Ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022, đội tuyển Trung Quốc đều tỏ ra bất lực khi mà chạm trán với Nhật Bản. Dù là huấn luyện viên Li hay là Lisa Peng thì nhà cầm quân đội tuyển Trung Quốc vẫn thua. Nếu như mà chúng ta học hỏi Việt Nam, có lẽ mọi chuyện đã khác. Thanh Bình là cầu thủ ghi bàn duy nhất cho đội tuyển Việt Nam, gương mặt này đã được huấn luyện viên Park Hang-seo sử dụng để thế chỗ cho Thành Trung. Do vậy, phải nói rằng ông Park có khả năng dụng binh quá đẳng cấp. Nhật Bản dù nỗ lực nhưng cũng chỉ ghi được một bàn. Còn với đội tuyển Việt Nam, họ thật sự đã làm nên điều kỳ diệu khi cầm hòa Nhật Bản ngay trên sân nhà. Trong khi đó, tờ Suhu đã may mắn kịp thở phào khi mà đội tuyển Trung Quốc không bị tụt xuống vị trí cuối bảng khi Việt Nam hòa trận Nhật Bản. Trung Quốc may mắn thoát vị trí cuối bảng khi đội tuyển Việt Nam hòa Nhật Bản. Dẫu vậy, xét một cách công bằng, trình độ của đội tuyển Việt Nam không hề thua kém gì Trung Quốc. Tờ này cũng không hài lòng với những gì mà đội tuyển Trung Quốc đã thể hiện. Trình độ của huấn luyện viên Li Xiaopeng quá tệ. Ông ta không có lựa chọn nào khác ngoài cuốn gói khỏi vị trí huấn luyện viên trưởng. Đội tuyển Trung Quốc cần được đập đi xây lại. Trận thua trước Oman là điều dự báo từ trước. Tuy nhiên, nhìn cách các cầu thủ Trung Quốc thể hiện thì rõ ràng chẳng thể nào chấp nhận được. Bóng đá Trung Quốc đi xuống tận cùng của vực sâu rồi. Nếu đội tuyển Trung Quốc có được một huấn luyện viên giỏi, có lẽ chúng ta đã không để thua bạc nhược đến như vậy. Li Xiaopeng cầm quân tại đội tuyển Trung Quốc trong 4 trận thì thua tới 3 trận và không giành thắng lợi nào. Trận cầu đáng trách nhất phải kể tới là thất bại trước Việt Nam. Các cổ động viên không khỏi bức xúc khi chứng kiến một đội tuyển Trung Quốc bạc nhược tới vậy. Khả năng huấn luyện của huấn luyện viên Li Xiaopeng nhìn chung là quá kém. Ông ta chẳng có phương án dự binh hay là một chiến thuật nào. Tất nhiên là chúng ta không thể quên những khó khăn mà huấn luyện viên Li Xiaopeng phải đối mặt, từ việc là các cầu thủ nhập tịch liên tục trốn lên đội tuyển hay là các trụ cột xuống phong độ. Nhưng phải nói rằng ông ta đã có quá nhiều quyết định sai lầm khi mà dùng người. Khi đội tuyển Trung Quốc hết cơ hội giành vé tham dự World Cup, huấn luyện viên Li Xiaopeng lý giải trình độ của đội tuyển Trung Quốc chưa đủ. Tuy nhiên, tại sao ông ta không nói rằng bản thân rất kém cỏi? Bóng đá Trung Quốc cần đập đi và xây lại. Điều đầu tiên đó chính là thay đổi vị trí huấn luyện viên trưởng. Với sức ép từ dư luận hiện tại, hiện việc sử dụng một huấn luyện viên đội là điều không thích hợp. Chỉ có thầy ngoại mới mang đến thành công cho đội tuyển Trung Quốc. Hiện tương lai của huấn luyện viên Li Xiaopeng chưa được quyết định. Theo một số nguồn tin, Liên đoàn bóng đá Trung Quốc không hề có ý định sớm sa thải vị chiến lược gia này. Họ muốn ông cầm quân cho tới Asian Cup 2023. Đội tuyển Trung Quốc được kỳ vọng chỉ ít sẽ giành một vé tham dự vòng playoff tranh vé dự World Cup 2022. Tuy nhiên sau 10 trận đấu thì họ chỉ giành được 6 điểm và xếp áp chót bảng B. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video ngày hôm nay. Đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh, chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ những bản tin thể thao. Xin chào và hẹn gặp lại!